not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Đó chính là những gì mà người đàn ông này, Julius Robert Oppenheimer, cha đẻ của vũ khí hạt nhân, đã nói sau khi chứng kiến đứa con của mình san phẳng thành phố Hiroshima một ngày trước. Có thể nói rằng sự ra đời của vũ khí hạt nhân là một chương quan trọng trong lịch sử. Nó ảnh hưởng tới toàn bộ sự tồn vong của thế giới ngay thời điểm đó và mãi mãi sau này. Vậy chúng ta đã biết gì về thứ vũ khí chết chóc ấy? Hay chúng ta biết gì về người đã sinh ra nó? Tháng 8 này, bộ phim Oppenheimer đình đám sẽ ra rạp. Đó là một lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn có được câu trả lời. Hoặc bạn có một lựa chọn khác. Đó là ở đây, đồng hành cùng Vũ trụ Nguyên thủy trong video Oppenheimer, thần chết, kẻ hủy diệt của thế giới. Một ngày bình thường tại Hiroshima, người dân của thành phố công nghiệp sầm uất bậc nhất Nhật Bản đang tất bật chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Bây giờ là 8 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945. Không có gì đặc biệt, cho đến khi một máy bay ném bom chiến lược của Mỹ lướt qua bầu trời thành phố. Từ độ cao 9.400m, một vật thể lớn màu đen rơi xuống và phát nổ. Cách mặt đất 580m, mặt trời thứ hai được sinh ra. Quả cầu lửa khổng lồ thậm chí còn có nhiệt độ cao hơn cả mặt trời thật. Nó nở ra tận 2km tính từ tâm vụ nổ. Mọi vật chất trong bán kính 2km đều hóa thành hư vô, tan biến không một dấu vết. Nhà cửa, xe cộ, không khí, nước, tiền bạc, động vật và con người đều trở thành không gì cả. Cùng khoảnh khắc ấy, bầu trời Hiroshima mất đi màu sắc. Bởi lẽ chẳng ai nhìn thấy được gì ngoài ánh sáng khủng khiếp từ quả bom vừa phát nổ. Nó ngay lập tức khiến tất cả bị mù tạm thời. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Sức nổ từ quả bom xé toạc không khí, tạo ra những cơn gió nóng cùng với sóng nhiệt nóng đến mức tiêu diệt mọi thứ trong bán kính hơn 10 km. Nước sôi sùng sục và bốc hơi. Nhà cửa, cây cối cháy rụi. Ngay cả nước trong cơ thể con người cũng biến mất trong tích tắc. Sóng xung kích khổng lồ lan truyền nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, san phẳng thành phố thành bình địa. Tất cả điều ấy tạo nên hình ảnh cây nấm khói biểu tượng này. Và người đã mang con quái vật kia tới thế giới là đây, Julius Robert Oppenheimer. Cha đẻ của bom hạt nhân, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1904 trong một gia đình gốc Do Thái. Cha của ông là Julius Oppenheimer, một nhà nhập khẩu hàng dệt may giàu có di cư từ Đức tới Hoa Kỳ năm 1888. Còn mẹ là họa sĩ Ella Friedman, tới với Mỹ với bàn tay trắng, không có bằng cấp, không biết chút gì về tiếng Anh. Ông còn có một người em trai tên là Frank, người về sau cũng trở thành nhà vật lý học và giúp đỡ mình khá nhiều trong công việc. Trong xã hội thời bấy giờ, gia đình Oppenheimer được coi là tầng lớp trung lưu và có điều kiện. Năm 1912, gia đình chuyển về một căn hộ trên tầng 11 tòa nhà số 155 phố Riverside Drive, Manhattan. Một khu vực nổi tiếng với những biệt thự xa hoa và những ngôi nhà hiện đại. Không những vậy, gia đình ông còn sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật không phải dạng vừa. Nó bao gồm các tác phẩm của Pablo Picasso, Edouard Vuillard, cùng ít nhất 3 bản tranh gốc của Vincent Van Gogh. Nền tảng gia đình tốt cùng vị trí thông minh tuyệt vời, không quá khó hiểu khi Oppenheimer được đi học ở một ngôi trường danh giá.
Oppenheimer là một cậu học trò đa tài, quan tâm tới văn học ngôn ngữ Anh và Pháp, và nhất là yêu thích khoáng vật học. Ông hoàn thành lớp 3 và lớp 4 trong vòng 1 năm và nhảy cóc nửa năm lớp 8. Đến năm cuối cùng của trung học, Oppenheimer và bộ óc siêu việt của mình bắt đầu để ý đến hóa học và quyết tâm theo đuổi nó. Thế nhưng ông trời không cho ai tất cả. Dù cho có một bộ óc thiên tài, nhưng Oppenheimer lại vào học trường Harvard ngành hóa muộn một năm ở tuổi 18. Bởi mắc chứng viêm loét đại tràng khi đang khảo sát khoáng vật trong chuyến đi nghỉ mùa hè của gia đình tại Yakimov. Bên cạnh chuyên ngành hóa, quy định của Harvard cũng yêu cầu ông phải học lịch sử, văn học và triết học hoặc toán học. Ông bù đắp cho việc nhập học muộn bằng cách học mỗi kỳ 6 khóa trình và được nhận vào hội danh dự Phi Beta Kappa. Ngay trong năm đầu, ông đã được nhận dự tính sau đại học về vật lý dựa trên kết quả tự học, nghĩa là ông không phải qua các khóa cơ bản và có thể học luôn các khóa chuyên sâu. Và rồi, đây chính là nơi huyền thoại được sinh ra. Trong một lần tham gia khóa học do người đàn ông này đứng lớp, vật lý đã tìm đến Oppenheimer một cách hết sức tình cờ. Năm 1924, Oppenheimer nhận được tin vào Christ College thuộc Đại học Cambridge. Ông viết thư cho Ernest Rutherford xin phép được làm việc tại phòng thí nghiệm Cavendish. Friedman viết thư giới thiệu, trong đó nói rằng tính vụng về của Oppenheimer trong phòng thí nghiệm khiến cho mọi người thấy rằng thế mạnh của ông không phải thực nghiệm mà là vật lý lý thuyết. Là một người cao, gầy, nghiện thuốc lá nặng, thường bỏ ăn trong những thời kỳ tập trung suy nghĩ căng thẳng, Oppenheimer thường khiến bạn bè chú ý lo lắng vì khuynh hướng tự hủy hoại bản thân. Một sự kiện gây xáo động xảy ra khi Oppenheimer có một kỳ nghỉ ở Paris để thăm bạn của ông là Francis Ferguson. Ferguson nhận thấy Oppenheimer không khỏe và để giúp ông vơi bớt ưu phiền, bèn kể cho Oppenheimer rằng mình sắp kết hôn với bạn gái Francis Kelly. Oppenheimer không đón nhận tin đó một cách bình thường. Ông chồm lên Ferguson và định bóp cổ ông này. Mặc dù Ferguson dễ dàng đẩy người bạn ra, câu chuyện này khiến ông nghĩ rằng Oppenheimer thực sự có những vấn đề nghiêm trọng về tâm lý. Suốt cả đời liên tục gặp những đợt trầm uất, Oppenheimer thậm chí từng nói với em mình rằng anh cần vật lý hơn bạn bè. Sau quá trình học tập và rèn luyện đầy vất vả, tháng 3 năm 1927, ở tuổi 23, Oppenheimer nhận bằng tiến sĩ. Ông cho ra đời nhiều bài báo, bao gồm nhiều công hiến quan trọng cho lĩnh vực cơ học lượng tử đang hình thành. Như bao người khác, sau khi kết thúc chương trình học, Oppenheimer bắt đầu bước vào con đường giảng dạy và nghiên cứu sâu rộng hơn. Có lẽ yếu tố quan trọng nhất ông mang tới việc giảng dạy là khiếu nhận biết tinh nhạy của ông. Oppenheimer luôn luôn biết nơi đâu là những vấn đề quan trọng, thể hiện trong lựa chọn chủ đề của ông. Ông luôn sống với những vấn đề đó, nỗ lực tìm ra lời giải và ông trình bày mối quan tâm của mình với nhóm nghiên cứu. Vào thời đỉnh cao, Oppenheimer có khoảng 8 cho tới 10 nghiên cứu sinh trong nhóm, bên cạnh khoảng 6 nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ. Ông gặp nhóm này mỗi lần một ngày ở văn phòng và thảo luận với từng người và tình hình nghiên cứu của sinh viên đó. Họ có thể thảo luận về động lực học lượng tử, tia vũ trụ, tạo cặp electron và vật lý hạt nhân chỉ trong một buổi chiều cùng với nhau. Oppenheimer thực hiện những khám phá quan trọng về thiên văn học lý thuyết, đặc biệt là về thuyết tương đối tổng quát và lý thuyết hạt nhân. Vật lý hạt nhân, phổ học và lý thuyết trường lượng tử mở rộng lý thuyết này vào điện độc lực học lượng tử. Hình thức luận toán học của cơ học lượng tử tương đối tính cũng thu hút sự quan tâm của ông, mặc dù còn nhiều nghi ngờ về tính khả thi của nó. Công trình của ông tiên đoán nhiều phát hiện về sau, bao gồm neutron, meson và sao neutron. Oppenheimer cũng có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực lý thuyết về phơi chiếu tiểu vũ trụ và bắt đầu công trình mà về sau dẫn tới mô tả về xuyên hầm lượng tử. Ngoài ra còn có vô số các dự án, các nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực được Oppenheimer thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Thế nhưng người ta sẽ chẳng bao giờ nhớ về ông với những đóng góp vĩ đại cho khoa học ấy, mà luôn nhớ đến ông bởi thứ này. Thời gian trở lại những năm giữa thế kỷ 20,
khi chiến tranh thế giới thứ hai còn đang trong giai đoạn ác liệt. Ngày 6 tháng 10 năm 1939, một bức thư được gửi và đặt trên bàn làm việc của Tổng thống Mỹ khi ấy là Franklin Roosevelt. Bức thư này cảnh báo rằng Đức Quốc xã đã có những bước đột phá mới trong nghiên cứu hạt nhân, vốn có thể đem lại thứ mà bức thư miêu tả là những quả bom kiểu mới có sức công phá cực mạnh. Cuối thư viết: Kính thư Albert Einstein. Dĩ nhiên, Einstein khi ấy không phải là một gián điệp, nhưng ông có một vài người bạn đã để mắt đến tin tức này từ lâu. Vào tháng 12 năm 1938, hai nhà khoa học Đức đã tình cờ phát hiện ra rằng nguyên tử urani có thể bị phân tách thành hai mảnh phóng xạ. Sau đó, hai nhà khoa học Mỹ là Enrico Fermi và Leo Szilard đã tin rằng phát hiện của nhà khoa học Đức có thể được sử dụng để chế tạo một quả bom nguyên tử có sức công phá mạnh hơn bất kỳ thứ gì mà thế giới từng chứng kiến. Fermi và Szilard bắt tay thực hiện nỗ lực xây dựng một lò phản ứng hạt nhân của riêng họ với sự hỗ trợ duy nhất từ nguồn lực của Đại học Columbia. Thế nhưng một mẩu tin tức trên báo chí đã khiến Szilard hết sức lo lắng. Đó là việc Đức chiếm các mỏ urani của Cộng hòa Séc, đồng thời cấm chính quyền Séc bán urani cho bất kỳ ai trừ Đức Quốc xã. Lo lắng hơn nữa là Szilard còn phát hiện ra rằng Đức Quốc xã đang cố gắng chế tạo một quả bom nguyên tử của riêng họ. Nhưng Szilard lúc bấy giờ nghĩ rằng mình chưa đủ khả năng để thuyết phục Tổng thống. Ông cần có một cái tên uy tín hơn. Szilard đã sắp xếp một cuộc gặp với Einstein, trình bày và chia sẻ những mối lo của mình với Einstein và thuyết phục ông ký tên vào bức thư gửi cho Tổng thống. Sau đó, ông tiếp tục trao bức thư cho Alexander Sachs, một chuyên gia nghiên cứu kinh tế học và khoa học, vốn là một người bạn của Tổng thống Roosevelt, để đảm bảo lá thư không bị thất lạc. Cuối cùng, Tổng thống Roosevelt nhất trí gặp Sachs. Sau cuộc gặp, Tổng thống đã rất khó khăn để mường tượng được viễn cảnh vấn đề và chỉ có thể chốt lại một câu: nhiệm vụ của anh sau này là đảm bảo phát xít Đức không làm nổ tung nước Mỹ. Sau đó, Tổng thống Roosevelt cho mời thiếu tướng đồng thời là trợ lý cấp cao Edwin P. Watson vào phòng, trao bộ tài liệu và ra lệnh tiến hành thực hiện dự án mang biệt danh Manhattan. Vấn đề này cần hành động, Tổng thống nói. Năm 1939, Mỹ đã thành lập các cơ quan liên quan để triển khai dự án Manhattan, mà ban đầu là Ủy ban Tham vấn về Urani. Dựa trên những kết quả nghiên cứu của ủy ban này, chính phủ Mỹ bắt đầu tài trợ công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học Enrico Fermi và Leo Szilard tại Đại học Columbia, vốn tập trung vào quá trình phân tách đồng vị phóng xạ, hay còn gọi là quá trình làm giàu urani và chuỗi các phản ứng hạt nhân. Sau khi dự án Manhattan được khởi động, tháng 5 năm 1942, Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Quốc phòng, người khi còn là giảng viên ở Harvard có dạy Oppenheimer, đưa lời mời ông tới đảm nhận công việc tính toán neutron nhanh, một nhiệm vụ mà Oppenheimer vốn luôn làm rất tốt. Ông nhận được biệt danh người điều phối đứt gãy nhanh, ám chỉ tới sự lan truyền một phản ứng dây chuyền neutron nhanh trong một quả bom nguyên tử từ các đồng nghiệp. Tuy nhiên lúc này ông đã tham gia vào dự án nhưng chưa thực sự là một người quan trọng, một nhân vật chủ chốt quyết định thành bại của nó. Tháng 6 năm 1942, lục quân Hoa Kỳ thiết lập khu vực công trình Manhattan để đảm trách phần việc liên quan tới dự án bom nguyên tử, bắt đầu với việc chuyển giao trách nhiệm từ văn phòng nghiên cứu và phát triển sang cho quân đội. Và vai trò của Oppenheimer cũng thay đổi kể từ khi con người này, tướng Leslie Groves, được bổ nhiệm làm chỉ huy chương trình được gọi là dự án Manhattan. Groves chọn Oppenheimer để lãnh đạo phòng thí nghiệm vũ khí bí mật của dự án, một lựa chọn khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi Oppenheimer có tiếng là không gần gũi về mặt chính trị với nhánh quân đội bảo thủ, cũng không phải là một nhà lãnh đạo của một dự án lớn. Trên thực tế, bản thân Groves cũng có những quan ngại về quyết định của mình. Bởi lẽ, Oppenheimer không có giải Nobel, làm sao ấy có đủ uy tín để lãnh đạo người khác? Tuy nhiên, Groves ấn tượng với sự nắm rõ những khía cạnh thực tế trong việc thiết kế và xây dựng bom nguyên tử của Oppenheimer, cũng như hiểu biết uyên bác về nhiều lĩnh vực của ông. Là một kỹ sư quân đội, Groves biết rằng những tố chất đó là thiết yếu trong một lĩnh vực đa ngành sẽ liên quan không chỉ tới vật lý mà cả hóa học, luyện kim, đạn dược và kỹ thuật. Groves cũng thấy ở con người Oppenheimer điều mà người khác không thấy, đó là một tham vọng choáng ngợp và Groves cho là sẽ cung cấp động lực cần thiết để thúc đẩy dự án đi tới thành công.
Người ta đánh giá sự bổ nhiệm này thực sự là một nước đi thiên tài của tướng Groves, người thông thường không được thiên tài cho lắm. Vào thời điểm đó, Mỹ không phải là nước duy nhất đang theo đuổi chương trình bom hạt nhân. Tại Anh, hai nhà khoa học người Anh gốc Đức là Rudolf Peierls và Otto Fritsch đã miệt mài nghiên cứu để đánh bại những người đồng hương Đức trong công cuộc chế tạo bom nguyên tử. Oppenheimer và Groves quyết định rằng, để đảm bảo an ninh và sự liên lạc, họ cần đặt phòng thí nghiệm tập trung bí mật tại một địa điểm hẻo lánh. Trong khi đi tìm một vị trí như vậy cuối năm 1942, Oppenheimer bị thu hút tới New Mexico, ở một nơi không xa trang trại chăn nuôi của ông. Sau nhiều lần đi khảo sát và đánh giá các địa điểm, cuối cùng nơi được chọn là một trường nam sinh tư nhân gọi là trường trại chăn nuôi Los Alamos. Để đảm bảo tính bí mật, phòng thí nghiệm Los Alamos được xây ở vị trí trường học, lấy luôn những nhà sở của trường, đồng thời dựng một loạt các tòa nhà khác một cách khẩn trương. Tại đây, Oppenheimer lập nên một nhóm những nhà vật lý hàng đầu của thời đại mà ông gọi là những ngôi sao sáng. Tại Los Alamos, an ninh được thắt chặt hơn, ngay cả những nhà khoa học và bức thư của họ đã làm kích hoạt dự án Manhattan như nhà khoa học Einstein và Szilard đều bị cấm không được vào. Szilard được một vài lần tiếp cận khu vực thí nghiệm ở Los Alamos, song Groves đều nỗ lực cản trở và hạn chế vai trò của Szilard. Ông là một công dân Đức và là người theo chủ nghĩa yêu chuộng hòa bình, và điều đó khiến Szilard quan ngại sâu sắc. Groves đã nhiều lần yêu cầu Szilard phải bị loại khỏi nhóm nghiên cứu. Và khi những mệnh lệnh này không được thông qua, thì Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã theo đuôi giám sát Szilard ở mọi lúc mọi nơi. Einstein cũng bị loại khỏi dự án, vì quân đội Mỹ cho rằng ông không phù hợp để xử lý những vấn đề tối mật liên quan đến quốc phòng. Một báo cáo của quân đội có đoạn nhận định, giáo sư Einstein là một người có tư tưởng cấp tiến cực đoan và có mối liên hệ với các hoạt động cộng sản cực đoan. Ngay cả báo chí cũng bị cấm đưa tin, dù chỉ là khoa học hạt nhân nói chung. Oppenheimer ban đầu có khó khăn với việc tổ chức phân ra thành nhóm lớn, nhưng nhanh chóng ông học được nghệ thuật quản lý quy mô lớn sau khi ông quyết định rời đến ở trong đơn vị. Ông được người ta chú ý bởi khả năng nắm bắt mọi khía cạnh khoa học của dự án và những nỗ lực kiểm soát những mâu thuẫn về văn hóa không thể tránh khỏi giữa những nhà khoa học và quân đội. Ở vai trò người quản lý khoa học, ông là một nhân vật thần tượng của những nhà khoa học cộng sự, hầu như là một biểu tượng của thứ mà họ đang cố gắng theo đuổi. Oppenheimer lãnh đạo những nghiên cứu này, cả lý thuyết và thực nghiệm, theo đúng nghĩa của những từ đó. Ở đây, khả năng nắm bắt điểm chính của bất kỳ chủ đề nào nhanh một cách đáng sợ của ông là một nhân tố quyết định. Oppenheimer có thể làm quen với những chi tiết cốt yếu của mọi phần công việc. Oppenheimer không hề điều khiển từ phòng chỉ huy. Ông hiện diện ở mỗi bước quan trọng, có mặt ở phòng thí nghiệm hoặc trong phòng hội thảo, nơi hiệu mới được đo đọc hay cả khi một ý tưởng mới hình thành. Không phải là người đưa ra quá nhiều ý tưởng hay gợi ý, những ảnh hưởng chính của Oppenheimer đến từ thứ khác. Chính sự hiện diện liên tục cường độ cao tạo ra một cảm giác tham gia trực tiếp ở tất cả các người đồng sự. Nó tạo ra một bầu không khí độc đáo đầy nhiệt tình cùng thử thách đã lan tỏa trong suốt khoảng thời gian dự án được tiến hành. Sau 6 năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nhóm nhà khoa học của dự án Manhattan cuối cùng đã chế tạo ra thứ mà họ tin là một vũ khí hạt nhân hiệu quả. Và giờ là lúc thử nghiệm vũ khí này. Ngày 16 tháng 7 năm 1945, một quả bom hạt nhân mang tên Gaget được vận chuyển đến sa mạc Zonada del Muerto, cách thị trấn nhỏ bé Socorro bang New Mexico khoảng 35 dặm về phía đông nam. Để đề phòng những sự cố ngoài mong muốn, quả bom này được đặt trong một con tàu làm bằng 210 tấn thép với các bức tường bao xung quanh dày gần 36 cm. Nếu vụ thử không thành, thì Groves và Oppenheimer cho rằng họ có thể thu hồi an toàn lượng plutonium bên trong con tàu chứa quả bom. Khi cho phát nổ, Gaget có sức công phá bằng 20.000 tấn thuốc nổ TNT, đã hình thành quả cầu lửa khổng lồ và tạo ra hình cây nấm đạt độ cao hơn 12 km. Kết quả này vượt xa kỳ vọng của nhóm các nhà khoa học nghiên cứu, mở ra một thời kỳ nguyên tử như nhận định của giám đốc dự án Robert Oppenheimer. Thế giới đã không còn như xưa. Chỉ trước đây, trong vòng 30 ngày sau vụ thử, bom đã được đưa vào sử dụng. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử Little Boy đầu tiên được thả xuống thành phố Hiroshima. Chưa đầy 3 ngày sau,
Quả bom nguyên tử thứ hai, loại Fat Man, được thả xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản. Đối với Groups, việc thả hai quả bom xuống Nhật Bản là một chiến thắng, song không phải tất cả mọi người đều công nhận điều này. Trong số những nhà khoa học tham gia dự án Manhattan, không ít người đã hối tiếc vì những gì họ làm. Tất nhiên là có cả Oppenheimer. Bom nguyên tử biến thế giới trở nên tồi tệ hơn, Oppenheimer tâm sự. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, ông đã nỗ lực chấm dứt cuộc đua vũ khí hạt nhân vì hòa bình. Sự đấu tranh của ông diễn ra mạnh mẽ đến mức ông bị Ủy ban Hạ viện kiểm tra hành động bất hợp pháp Hoa Kỳ, buộc tội là người theo chủ nghĩa cộng sản. Có một điều chắc chắn rằng dự án Manhattan đã làm thay đổi thế giới mãi mãi. Năm 1949, các nhà khoa học Liên Xô nhờ dữ liệu có được đã phát triển bom hạt nhân phỏng theo mô hình của quả bom được thả xuống Nagasaki. Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ đã lập Ủy ban Năng lượng Nguyên tử để giám sát những nỗ lực nghiên cứu nhằm áp dụng những công nghệ được phát triển dưới thời dự án Manhattan vào những lĩnh vực khác. Cuối cùng, năm 1964, Tổng thống Mỹ khi ấy là Lyndon Johnson đã khép lại thời kỳ chính phủ độc quyền kiểm soát năng lượng hạt nhân bằng cách cho phép tư nhân sở hữu loại nguyên vật liệu này. Kể từ đó, công nghệ phân hạch hạt nhân được các nhà khoa học dự án Manhattan hoàn thiện đã trở thành cơ sở để phát triển lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân cũng như các công trình sáng chế khác. Trong đó nổi bật có ứng dụng trong hệ thống chuẩn đoán hình ảnh y học, ví dụ như máy chụp cộng hưởng từ MRI, kèm theo đó là phương pháp xạ trị đối với nhiều bệnh ung thư khác. Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 9 quốc gia được cho là đang sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình. Thế nhưng trong 9 cái tên đó, chúng ta lại không thấy sự xuất hiện của nước Đức. Điều này chẳng phải rất kỳ lạ hay sao? Không phải ban đầu chính nước Đức mới là kẻ dẫn đầu, kẻ khiến cho Mỹ tiến hành dự án Manhattan mà không dám chậm trễ hay sao? Lý do gì khiến cho nước Đức không thể sở hữu vũ khí hạt nhân? Quay trở lại với chiến tranh thế giới thứ hai, khi mà các nhà khoa học Đức là người bắt tay vào chế tạo lò phản ứng hạt nhân thử nghiệm đầu tiên trên thế giới. Có điều, nỗ lực của giới khoa học Đức nhằm nghiên cứu chế tạo loại vũ khí trên đã không đạt được thành công như mong muốn. Cho dù chính họ là người tìm ra chất xúc tác cho các nghiên cứu phân tách hạt nhân trong tương lai. Ngay từ năm 1939, những thông tin tình báo nhận được đã chứng tỏ người Đức mới đang đi đầu trong cuộc đua nghiên cứu về bom nguyên tử. Đức chính là quê hương của các nghiên cứu trong lĩnh vực phân tách hạt nhân nguyên tử, khi lần đầu tiên được các nhà khoa học Otto Hahn và Fritz Strassmann thực hiện thành công vào năm 1938. Tuy chính sách thanh trừng chủng tộc của Hitler đã khiến nước Đức mất đi một số chuyên gia hàng đầu gốc Do Thái, nhưng họ vẫn còn một lực lượng hùng hậu các nhà khoa học tài năng. Sau khi đánh chiếm Tiệp Khắc vào năm 1939, quân Đức lại nắm được các mỏ uranium tại Sachsen-Thôn. Những chiến dịch bành trướng khắp Tây Âu tiếp tục giúp Hitler có thêm vài trăm tấn quặng uranium tại Bi, nhà máy sản xuất nước nặng duy nhất trên thế giới khi đó tại Na Uy, cũng như hệ thống máy gia tốc tại Pháp. Các hệ thống trên là những thứ cực kỳ cần thiết cho sự ra đời của vũ khí hạt nhân. Ngay cả Đức khi ấy cũng chưa xây dựng được trên đất của mình. Bất chấp việc còn gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật, Đức vẫn xây dựng một lò phản ứng hạt nhân tại Berlin, lắp đặt tại một nhà máy gần Torgau, tích lũy đủ một số lượng plutonium để sản xuất bom nguyên tử. Trước những nguy cơ trên, phe đồng minh đã triển khai cả một chiến dịch quy mô và dài hơi nhằm ngăn chặn khả năng thành công của chương trình hạt nhân Hitler. Tháng 11 năm 1942, một đội đặc nhiệm đổ bộ bằng tàu lượn đã được triển khai nhằm phá hủy nhà máy nước nặng tại Na Uy. Tuy nhiệm vụ không hoàn toàn thành công, nhưng nó cũng phần nào gây ra tổn hại cho phía phát xít. Người Anh đã lập cả một danh sách các mục tiêu có liên quan đến chương trình hạt nhân của Đức để tìm cơ hội tấn công. Cuối năm 1943, không quân Anh sử dụng bom cháy đã thiêu rụi nhà máy tinh chế uranium De Gusa. Tháng 9 năm 1944, một chiếc phà chở nước nặng từ Na Uy về Đức cũng bị đánh chìm. Nhưng theo đánh giá, nguyên nhân chính dẫn tới sự tụt hậu của Hitler trong cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân dù đã xuất phát trước, bắt nguồn từ chính sách đầu tư và điều hành của ông ta. Một trong những nhà vật lý từng làm việc cho chương trình hạt nhân của Đức chính là chuyên gia lý thuyết Werner Heisenberg, người sáng tạo ra lý thuyết cơ học lượng tử và từng giành được giải Nobel vật lý. Khác với các nhà khoa học Mỹ tham dự vào dự án Manhattan dưới sự chỉ đạo thống nhất của Oppenheimer và từng Leslie Wolff, các chuyên gia hạt nhân của Đức lại chia làm 3 nhóm với những vụ thử nghiệm riêng biệt. Những nhóm này được đặt cho các mật danh theo những thành phố là nơi đặt cơ sở nghiên cứu của họ,
Berlin, Gotha và Leipzig. Cho dù họ đã triển khai công việc trước 12 năm, nhưng tiến độ nghiên cứu để có thể xây dựng được một lò phản ứng hạt nhân lại chậm hơn rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu do sự tranh giành về các nguồn tài nguyên vốn đã rất hạn chế, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhóm nghiên cứu và sự điều hành thiếu hiệu quả. Mùa đông năm 1944, khi quân đồng minh bắt đầu tràn vào nước Đức, Heisenberg cùng các đồng nghiệp đã nỗ lực đầy tuyệt vọng nhằm đạt được mức độ tới hạn cho lò phản ứng. Người Đức nghi ngại Berlin sẽ thua trong cuộc chiến, nhưng hy vọng vẫn đảm bảo được uy tín cho cộng đồng khoa học của mình qua việc thực hiện được phản ứng hạt nhân dây chuyền. Cần nói thêm là vào thời điểm đó, phía Đức vẫn chưa biết được những thành công đáng kể đã đạt được trong dự án Manhattan. Nhóm nghiên cứu do Heisenberg đứng đầu đã di chuyển tới miền Nam, tập trung trong một hang động bí mật nằm phía dưới một tòa lâu đài ở thành phố Hagelotsch. Tại đây, họ đã triển khai một thử nghiệm cuối cùng có mật danh B8. Nhà khoa học đoạt giải Nobel của Đức đã mô tả khá kỹ về vụ thử nghiệm này trong cuốn sách Vật lý hạt nhân của mình, được xuất bản vào năm 1953. Họ đã huy động tổng cộng 664 khối lập phương uranium được treo trên các cáp hàng không, trước khi nhúng vào một giếng nước nặng có vách bằng than chì. Bất chấp thử nghiệm trên đã đạt được một bước tiến khá lớn, nhưng các nhà khoa học Đức vẫn chưa thể đạt được mức độ tới hạn. Để hình dung rõ hơn, thì tôi sẽ cho bạn xem thứ này. Đây là khối lập phương xuất hiện tại Đại học Tổng hợp Maryland năm 2013. Nó là một miếng uranium hình lập phương có chiều dài cạnh là 5cm, với trọng lượng là 2,2kg, đồng thời là một trong những nguyên liệu được sử dụng trong cuộc thử nghiệm của Đức Quốc xã. Các nghiên cứu cho thấy, đó chỉ là những bước đi thành công ban đầu của các nhà khoa học Đức vào thời điểm đó. Nước Đức không thực sự gần vũ khí hạt nhân tới vậy. Cụ thể, các kết quả chiếu quang phổ gamma cho thấy, thành phần đồng vị của khối cũng chỉ tương tự như thành phần của uranium tự nhiên, không được nghèo hóa hay làm giàu. Khối lập phương cũng chưa đạt tới mức giới hạn và không chứa các sản phẩm phân tách như cesium-137. Nhưng từ đâu mà người Mỹ lại có được thứ này? Câu trả lời rất đơn giản, bởi họ là kẻ chiến thắng. Vào năm 1944, khi quân đồng minh bắt đầu tiến sâu vào các vùng lãnh thổ do quân Đức chiếm đóng, tướng Leslie Groves đã cho triển khai một chiến dịch có mật danh ANSOS nhằm thu thập thông tin về các công trình nghiên cứu khoa học của Đức. Tuy nhiên, người Mỹ vẫn quan tâm hơn cả đến chương trình nghiên cứu uranium. Một trong những nhân vật trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhóm các nhà khoa học Mỹ trong chiến dịch này là Samuel Goldsmith, cũng là người sau này sáng lập ra tạp chí khoa học Physical Review Letters. Cuối tháng 4 năm 1945, nhóm nghiên cứu trong chiến dịch ANSOS đã đặt chân tới Hagelotsch. Các chuyên gia vật lý Đức tại đây cùng với Heisenberg đã bị bắt giữ và thẩm vấn. Nhờ đó, người Mỹ đã biết được rằng, khi quân đồng minh tiến sát tới miền Nam nước Đức, quân phát xít đã vội vàng gỡ bỏ lò phản ứng thử nghiệm, chôn các khối lập phương uranium tại cánh đồng gần đó. Còn nước nặng được rót vào các thùng giấu trong các nhà vệ sinh. Kết quả là có tổng cộng 659 khối lập phương uranium đã được đào lên cùng nước nặng để chuyển tới Paris, sau đó đưa tới Mỹ. Một trong những mục đích quan trọng của quyết định này là để Liên Xô không thể sử dụng những nguyên liệu trên cho chương trình nghiên cứu vũ khí hạt nhân của chính mình. Trái ngược với những nhận định ban đầu cho rằng, giới khoa học Đức đã không thể xây dựng được một lò phản ứng hạt nhân hoàn hảo vì thiếu uranium. Những tài liệu mới được giải mật gần đây lại cho thấy, Đức phát xít còn có nhiều khối lập phương uranium hơn trên thực tế. Nếu như tập trung đủ thêm 50% số uranium tại lò phản ứng thử nghiệm, người Đức đã có thể đạt tới mức giới hạn. Nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của Hitler chính là đã phân tán các nguồn lực thay vì liên kết chúng lại. May mắn là phát xít Đức đã không tập trung đủ số uranium theo những yêu cầu của Heisenberg. Bất chấp các nỗ lực của Mỹ, các khối lập phương uranium vẫn bị tuồn ra thị trường chợ đen trước khi có mặt tại Liên Xô. Một vài khối trong số này cũng được bí mật chuyển tới Mỹ, rơi vào tay một số nhà sưu tập tư nhân, trong đó có cả Robert Nenninger, người khi đó đang chịu trách nhiệm quản lý tài sản tại Manhattan, là nơi uranium được chuyển tới từ châu Âu. Ngày nay, chúng ta vẫn đang sống trong kỷ nguyên của vũ khí hạt nhân. Chúng ta không thể biết bao giờ nó sẽ kết thúc. Nhưng tôi chắc chắn, đó cũng sẽ là ngày tàn của thế giới. Bạn có cái nhìn thế nào về Oppenheimer và về vũ khí hạt nhân, thứ vũ khí tối thượng nhất loài người làm ra? Hy vọng là họ sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm vào cái nút kích nổ nào đó. Cảm ơn sự đồng hành của các khán giả ngày hôm nay. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào khung giờ này. Còn bây giờ thì mình ekip Việt Cường xin chào, hẹn gặp lại và chúc các bạn có một ngày tốt lành.